Hello, hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro Man Channel của Takumi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Nói chung là những câu nói quen thuộc mình thôi. Hôm nay thì vẫn chúc anh em một ngày tuyệt vời. Và mình thì cũng sẽ làm một điều tuyệt vời tương tự. Hôm nay thì mình sẽ dùng tuyệt chiêu của mình để mình ăn chợ mấy con heo của mình. Ăn chợ mua heo của mình anh em ạ. Em đã nghe gì chưa? Ăn chợ mua heo của mình. Ủa, thì nói chung là con heo này mình định là để dành hết năm nay. Ui, con heo này được cất rất là gần những cái đống giấy vệ sinh này. Đây đúng là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Ây da. Con heo này thì mình định là sẽ để dành hết năm luôn. Nhưng mà với cái tình hình Covid-20, Covid-21, Covid-22 thì mình nghĩ là không ổn rồi. Mình đã không còn một đồng nào xài hết anh em ạ. Cho nên hôm nay mình sẽ tiêu diệt cái con heo này. Ok. Nãy giờ thì mình nghiên cứu con heo này khá là nhiều và mình có cảm giác là nó có hệ thống bảo mật khá là cao đây anh em. Anh em có thể thấy ở đây là rất là nhiều băng keo. Tại vì con heo này là heo nhựa, nó có một cái nắp ở dưới bụng này. Đấy, chúng ta có thể nhét tiền vào đây hoặc là nhét vào cái chỗ trên đầu nó cũng được. Đấy, mặt nó thì rất là tươi cười luôn. Sắp bị làm thịt rồi mà vẫn tươi cười. Đấy, cho nên là có rất là nhiều băng keo bảo mật rất cao nha anh em. Cho nên chúng ta phải suy xét rất là kỹ càng mới có thể tiêu diệt được con heo này. Ok. Ok, mình đã chuẩn bị ở đây là một cái dao lam để mình cắt hết cái băng keo ra. Đấy, anh em thấy mình lợi hại chưa? Đây là một chiếc bao tay của mình sẽ đeo vào để tránh để lại dấu vân tay, không là nó sẽ điều tra ra anh em. Chủ của con heo này sẽ điều tra ra ai là người ăn cắp con heo, mà thật ra con heo này là của mình. Một chiếc bao tay nha anh em, chỉ có một chiếc thôi, chiếc kia mất rồi cho nên thôi không cần chiếc kia đâu. Ngay bây giờ mình sẽ cắt cái băng keo này đây xung quanh cái này nha anh em. Ui giời, chết cha rồi. Dán rất là nhiều luôn. Heo này thì nói chung là lấy tiền xong thì chúng ta có thể sử dụng tiếp thôi. Tại vì đây là heo nhựa mà, nó không có giống như heo đất chúng ta đập. Nhưng mà lấy tiền thì hơi cực. Đây 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 anh em thấy không? Khá nhiều bằng keo nha. Rồi, nhưng mà cắt một cái vòng tròn là chúng ta có thể khơi cái nắp này ra này. Ây da. Ây da. Khá là khó đấy. Rồi, chiếc nắp đã ra anh em. Chiếc nắp khá là cũ kỹ rồi. Quăng nó một bên đi. Anh em đã thấy là tiền đi rồi anh em ơi. Tiền tiền tiền. Cái này thì một ngày hình như là mình quăng vào đây 20.000. Giờ mình để dành được hình như là một tháng. Cho nên chúng ta có thể làm tròn là 600.000 đi. 600.000 nha anh em. Xem thử coi rút ra được bao nhiêu. Liệu có đủ 600.000 hay không. Ok thôi rồi, giục vào tay đi anh em. Khá là vướng view, mệt quá. Giấu bằng tay bằng tiếc gì kệ đi. À tiền anh em ơi, bây giờ mình sẽ rút tiền ra từ từ nha. Này thì lấy tiền hơi cực, hơi rút ra giống như heo đất đập cái là xong. Bây giờ anh em phải cẩn thận không rách tiền nữa nha anh em. Tiền rất là nhiều luôn cho nên giờ rút ra cũng hơi mệt đấy. Rồi, như vậy là mình có 10.000 đầu tiên. Số series thì lát coi cũng được. 10.000 đầu tiên. Tiếp theo chúng ta có 20.000. Hu, tiền về anh em ơi, tiền về. Ủa sao tờ 20 lên 6 vậy? What the hell? Chà rồi anh em ơi, mình bị lừa đảo sao tờ 20 thì xấu quá luôn nè. Thôi toang rồi. 20 này thì khá là xấu. Ui đắt tiền. Tờ 20 này nó khá là xấu, nên có thể thấy chỗ này nó bị mất cái miếng ở trên rồi. Không biết là có xài được nữa hay không đây. Ui rách tiền tài le luôn. À, cái tờ này dán băng keo này. Rồi, mình đã bị lừa đảo một tờ này trắng. Mình có sai được hay không nhỉ? Rồi, cứ còn đi. Tiếp theo. Cái tiền hơi cực đó anh em. Tiếp tục là một tờ 20. Tại vì đa số mình đều dục 20 thôi. Mỗi ngày thì mình quăng vào đây 20.000. Cho nên 20 khá là nhiều. Ok. Ui. Cái này cẩn thận rách tiền chết luôn. Heo này nó giảm quá. Tiếp tục là một tờ 20.000. Ui. Mình rồi thấy một tờ 100 đi phải. Ok anh em ơi, tờ này phải cẩn thận không rách là chết.
Ủa đâu phải, à đúng rồi, 100.000 nén em. Đó, một tờ này bằng 5 lần tờ 20. Hợp lý. Ui, mình thấy tờ 50 đó thì phải. Nhưng mà bước lấy tiền ra nó hơi khó. Đây, lại 20, trong 20 nhiều lắm. Lấy tiền mệt quá nha. Lấy tiền mà cũng mệt nữa. 20 này, 10.000. Nhiều anh em. 600.000 không biết có đủ hay không, nhưng mà mình thấy 10.000 là khá nhiều. Lại 10.000 này. Cái này lấy không cẩn thận rách tiền như chơi chứ. Tờ này tính ra cũng khá là dễ rách đấy. Lại 10.000. 10.000 rồi nè. Rồi, mình vừa có một cái cách lấy khá đơn giản. Đó là chúng ta sẽ xào xuống một chỗ, sau đó chúng ta móc ra thôi. 20. Đó, rất nhanh luôn, 20. AQ vô cực mà anh em. Lại 20 này. Ui, 20 khá nhiều. Tại vì mình đa số mình đều dục một ngày là 20. Đấy, lại 20. Ui, tờ này 50 này. Đấy, 50. Hợp lý quá nha. Hết hồn, tưởng nãy giờ chưa bấm quay video chứ. 10.000. 20.000. Bây giờ tờ 100 là cao nhất anh em. Lại 10.000 này. Tờ 100 là cao nhất. Mình nghĩ chắc không có tờ 200 đâu. Tại vì mình không có dục 200 đâu. Mình chỉ dục giờ 100 thôi. 100 là cao nhất rồi. Đây, có một tờ 100 nữa. Hi hi hi. Rồi, tiếp tục sẽ là những tờ tiền quen thuộc. 10.000 này. 20. Chúng ta cũng khá nhiều chứ. Bây giờ anh em thấy được bao nhiêu rồi nha. Ui, đây là tờ 50. Hình như là sắp hết rồi anh em ạ. Ui, trời ơi. Ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Mình cũng không ngờ luôn, mình cũng không nhớ luôn. Ui, lại tờ 100 rồi này. Cũng không nhớ là mình còn dục tờ 200 luôn ấy. Cái này nguyên cọc 20. Lại 20. 20. 20. Rồi 20. Mình dự tờ 100 thì phải. Mình thấy có tờ 100 này. Ui, tờ 100 là phải lấy cẩn thận nha. Rách là chết đấy. Anh đi hết rồi. Ok, vậy là chúng ta còn một tờ 10.000 và một tờ 100 nữa. 100 này là cuối cùng nó hơi khó khăn nha. Ok. Đã tiêu diệt được nó. Hết rồi. Con heo chống không. Nút đôi rồi, lắp lại. Hết giá trị vậy. Đóng nó lại nha nè. À, về chưa? Ui, à. Tiền về. Tiền về. Rồi, đây là toàn bộ số tiền mà mình đã móc heo ra được. Bây giờ mình xem thử là tổng cộng được bao nhiêu nha. Chung là kiếm mấy tờ cao cao trước, tại vì tờ cao thì nó cũng khá ít. Đây là tờ cao nhất của mình. Đấy, bỏ ra đi. 100 này. Đâu rồi, mình thấy có mấy tờ 100 lận thì phải. Đây là hai tờ này. Đâu rồi ta? Đây, ba tờ, nhớ là ba tờ. Theo là 50.000. 50 thì như là cũng có chỉ một tờ thôi thì phải. À, hai tờ này, hai tờ. Rồi, theo là 20, 20 thì hơi nhiều ấy. Ok, vì cái cách gom đó mình thấy khá là lâu cho nên là mình sẽ gom kiểu này cho nó nhanh. Rồi. Chung là mình sẽ gom này cho nó nhanh nha anh em. Tốc độ đi anh em ơi, tốc độ đây. Này, theo là 50 này. 20, 20 là xanh lét luôn. Mấy tờ này mà thành tờ 500 thì ngon ha. 500 là cũng khá nhiều đấy. Ngon lành. Trong thế này mình để cho một tháng. Đúng một tháng luôn, sau đó thì mình không bỏ nữa. Đơn giản tại vì không còn tiền xài nữa. Chứ trước này là đợt sau Tết cho nên là cũng có tiền, ngày nào cũng cho nó ăn. Sau đó thì nó chết đói. Cho nên thôi giờ quyết định là mổ thịt luôn đi. Wow, cũng được cọc quá chứ nhỉ. Ui, lại còn tờ 100 nữa này, ngon chưa. Lát nữa mình sẽ xếp lại ngay chỗ kia sau. Ui, này là tờ 10.000 mà. Xử lý tờ 10.000 trước cũng được. Phèo anh em. Cái tờ này mà tờ 500 ngon nha. Tại vì mình chỉ để được tháng thôi. Mình định là để hết năm luôn nhưng mà thôi, tình hình này là đang cái tình hình là đại dịch cho nên là mình hết tiền xài rồi.
phải tiêu diệt thôi. Rồi được một cọc cũng khá là dày. Ui cũng nhiều ấy, không ít cũng không nhiều ha. Rồi giờ mình sẽ đếm xem được nhiêu nha. Rồi đúng có đúng 600 nghìn mà mình nói không, tại vì ngày mình dục 20 thì một tháng là được 6 xị. 200 này, 300, 400, 500, 600. What? Mấy những cái tờ này thôi đã 600 là đủ rồi anh em. Còn cọc này nữa đi. 6 rồi đúng không? 7 này. Này 7, chụp qua một bên đi. À, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 là 200 này. 2, 4, 6, 8, 10 là 300. 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, vừa tròn luôn. Này thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nhưng mà thôi dục đàn tờ cho nó tròn. Tờ 20 này thì bị rách rồi, nên mình không tính. Quăng luôn. Rồi, là cọc 10.000 này được 100 này. Rồi, còn cọc 20 này nhiêu mình lại quên mất rồi. Bỏ vô heo giờ tiền nó cong cong. Cọc 20 đây là nhiêu nha. Quên mất rồi. Đếm lại. Thôi đếm lại thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tờ 200, tức là 400 đúng không anh em? 400 đúng không? 400. 400 nghìn. 400 nghìn cộng thêm này là này 700 nữa là được triệu mốt này, triệu mốt này là triệu 2. Ui. Rồi. Tính 600 thôi nhưng mà lên được triệu 2 gấp đôi luôn anh em. Phê, nói chung là phê. Thì sau cái màn ăn trộm con heo của mình thì mình có cảm giác là mình thật là ngáo đá khi mà tự ăn trộm heo của mình, tự mổ heo của mình luôn. Nhưng sau đó thì nói chung cũng được cọc tiền, như này đủ xài rồi. Không biết có xài được bao lâu nhưng mà mình sẽ cố gắng tiết kiệm hết mức. Ui, xém nữa chúng đi dao lam đứt tay rồi. Anh em nhắc cẩn thận những dao lam nha. Không nên thực hiện hành vi tại nhà, đây là video nguy hiểm. Anh chụp này thì bị gì đâu, nói chung để sang bên đi. Rồi, kết thúc clip thôi, mệt rồi. Nói chung là có tiền là ok. Cảm ơn em đã theo dõi clip. Nhớ like, video, subscribe, ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ok.